Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đến channel của Phương Nga. Thì Nga đang ở khu phố Ông Đồ và Nga trong đại mình mới đi ra và Nga đang tiến vào phố Ông Đồ. Nga mới vừa hỏi một số việc liên quan đến việc học ở trên lãnh sự quán. Bây giờ mình đi qua phố Ông Đồ nha. Hiện tại thì mình đang đi trên trục đường của Nguyễn Thị Minh Khai ở bên hông của nhà văn hóa thanh niên. Và hôm nay là ngày mà cận Tết, nhưng mà nó cũng chưa phải là rơi vào thời điểm mà các cơ quan nghỉ, nên ở khu phố Ông Đồ cũng tương đối là không đông đúc. Và mọi người xem đây là những gian hàng được bày bán và trưng bày ở tại đây. Mọi người đi tham quan và người ta ghi lại những bức hình. Và những gian hàng này họ đa số là họ có thể cho mình là chụp hình miễn phí hết tất cả. Và mọi người chuẩn bị xem những cái cảnh tượng ở đây để mà mình có thể chọn được những cái góc hình đẹp. Và trên đường đi thì Nga đã cũng chọn được những cái nơi đẹp để mà mình sẽ chuẩn bị ghi lại những tấm hình cùng với những người bạn bè và người thân của mình. Ở đây mình chụp hình có trả tiền. Dạ cô, con đây nè. Con là đây chụp nè. Chụp trả tiền giam không? Có trả tiền cô chứ mua cái gì không phải. Ok. Dạ, luôn con. Mới vừa hỏi cái cách thức mà để có thể chụp hình ở đây thì các em ở đây cho biết là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà do các em thuê cái gian hàng ở đây là cái gian hàng rất là đắt, thì chi phí để thuê gian hàng và để decor cái gian hàng này khá là mắc tiền, nên khi mọi người chụp xong thì mọi người có thể mua cho các em những cái món quà lưu niệm thì tầm khoảng 40.000 một cái. Và cái bồng lô ở đây mình cũng thấy đây, với lại các em cũng cho biết là nếu mà mình có thể là chụp máy luôn ở khu vực này phía trong luôn nữa thì mình có thể là mua các em cái tấm lưới ảnh thì các em biết theo nhu cầu của khách vẫn có sẵn thì giá tầm khoảng là 200.000. Chụp đâu cũng được không? Vô tư không? Ok. Cái này nhiều tiền lắm. Đúng rồi, cô biết. 300 triệu luôn mà đâu bán mấy bức. Đúng rồi. Mà ai cũng đi vô chụp xong rồi thì thấy. Đúng rồi, đâu biết rồi. Rất là khổ. Cái này chị biết chụp, quá. Nó là chụp hình không có thu phí luôn, nhưng mà mọi người thương thì muốn thử thôi. Ok. Để cô nói với bạn cô là vài bữa nữa là đi chụp á. Ờ, tấm liễn thì tầm nhiêu? Tấm liễn nó hai có loại 250 thôi, 350. Thì mình vô trong này chụp luôn. Là tấm liễn là bên em viết sẵn chữ. Dạ, liễn viết theo yêu cầu luôn cô. Thì tấm liễn đó bình thường người ta mua cũng là 250 luôn, nhưng mà có nợ thêm chụp hình. Có nợ xem không? Dạ, cho
Thật sự là trời buổi trưa nắng và số tiền để bỏ ra để mà đầu tư những cái gian hàng này cũng khá là nhiều. Do đó là mình thấy là nếu như mà đến để chụp thì cũng nên mua ủng hộ. Vì đa số mà mình thấy cái công phu mà để trang trí lại những cái chỗ này và tiền đầu tư cũng khá là cao. Mà hầu như mình thấy là du khách đến đây tham quan là chụp hình, nhưng mà rất ít người mua ủng hộ các em lắm. Bây giờ thì Nga đang đi tiến vào phía trong, khu phía trong của nhà văn hóa thanh niên. Nó cũng có những cái gian hàng bán những đồ quà lưu niệm của ngày Tết, những bao lì xì, những cái câu liễn cũng được viết ở tại đây. Phía trong này thì bắt đầu là rất là đông và nhộn nhịp. Và các anh chị cứ nghĩ đây là những cái hàng quán đây hồi giống như là hồi giống như dưới quê và hồi xưa vậy. Và du khách vô đây người ta ăn uống và người ta ngồi vào cái chỗ này, người ta cũng giả như là người bán hàng và người ăn cũng ngồi chụp hình ở khu vực này. Và khi nghe nhìn cái cảnh này thì Nga mới nhớ đến là ở đây mình chỉ chụp hình mà gọi là chụp hình chạy á, có nghĩa là chụp canh cái góc độ cho thiệt là nhanh và chụp để không coi là mình sẽ bị dính hình ảnh của những người xung quanh, nó sẽ không có đẹp. Và Nga cũng thấy ở ngay cái chỗ vị trí này đây, đây là một trong những cái vị trí mà dưới cái góc ảnh và cái cách canh thì cái khu vực này nó chụp ra những cái mô hình rất là đẹp. Người ta có làm những cái chiếc thuyền, rồi những cái hình background của nó có cảnh giống như là sông nước. Nếu mà mình, và đặc biệt đây là của một cái đơn vị tài trợ diễn ký, và khi đặc biệt là các anh chị chụp thì các anh chị phải canh thì nó ra ảnh rất đẹp. Và khu này chính là cái khu chính diện, chính từ trong từ ngoài đường Phạm Ngọc Thạch nhìn vô khu nhà văn hóa thanh niên, và họ thiết kế thành giống như một cái vườn mai và có những cái ô thóc, những vựa lúa. Và các anh chị có thể xem, hầu như Nga đi hôm nay Nga thấy là du khách từ nước ngoài cũng về, rồi người nước ngoài cũng đến đây chụp hình, rồi những các người dân ở những cái vùng lân cận, vùng ven, người ta cũng đổ xô về nhà văn hóa thanh niên để mà chụp hình ở phố Ông Đồ. Thank you.
và Nga Đài qua cái khu chính. Khu này nó có tổng cộng là ít nhất là 3 loại hình. Đầu tiên các anh chị thấy đó là một cái hình ảnh của một cái cảnh giống như là một cái biểu tượng ở dưới quê, mà những cái làng quê, một cái cảnh mà làng nhá. Và họ để những cái giống như về làm nhang, những cái cây chương nhang ở đây. Và đây là một trong những cái nghề của người dân mình, hồi lúc trước cũng có làm và hiện nay cũng có làm. Tại vì đa số là người Việt mình là theo cái tín ngưỡng là thờ cúng ông bà, nên cái việc làm nhang này nó cũng trở nên cũng khá phổ biến. Bên cạnh đó thì mọi người thấy người ta vẫn để những cái hình ảnh, những cái lu, những cái đồ mà bằng gốm sứ. Và đặc biệt là cái góc này có trưng bày luôn cả những cái tấm lụa, tấm vải để nói lên ngành mà dệt và nhuộm của người Việt mình. Lần nữa thì Nga muốn cho các chị xem lại tổng quan của phố Ông Đồ ở tại nhà văn hóa thanh niên. Đây là mình đang đứng ở phía mặt bên đường Phạm Ngọc Thạch. Và giờ thì Nga đi về, và Nga đi phía trong, lối phía trong của nhà văn hóa thanh niên. Cái đường ở đây thì nó cũng tương đối là nó đông đúc, và cái khoảng này chính là cái khoảng mà các anh chị sẽ đi qua những cái hàng quán, rồi những cái chỗ mà có thể ghi chú những cái câu liễn. À, mình cũng xin nói luôn là các anh chị và các bạn có thể gửi xe ở bên hông của nhà văn hóa thanh niên, có nghĩa là ngay mặt của đường Nguyễn Thị Minh Khai. Các anh chị đi vô gửi, và khi đi ra mình sẽ đi ra đường Hai Bà Trưng. Đó là một chỗ. Và chỗ thứ hai thì các anh chị có thể gửi kế bên của Diamond Plaza. Khu hàng quán ở tại nơi đây rất là phong phú và đa dạng, có những món trong nước lẫn du nhập của nước ngoài đến đây, và cái cách thức bài trí cũng bắt mắt. Và
các anh chị cũng có thể là từ nơi đây để đi ra chỗ bãi giữ xe. Ngoài ra thì mình cũng có thể đi mua sắm quần áo tại nơi đây. Và cảm ơn tất cả mọi người, hôm nay là Nga đi tiền trạm trước để mà các bạn của Nga và gia đình của Nga sẽ đi đến đây. Và Nga xin giới thiệu với các anh chị một số đôi nét về khu vực phố Ông Đồ. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Và chúc các anh chị có những tấm hình và những đoạn phim thật là hay tại nơi đây.